Đứa con trai của Ngô Đình Cẩn âm thầm phản bội Ngô Đình Diệm. Tôn Thất Đính sinh năm 1926, nguyên là một cựu tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung tướng. Ông lại là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc đảo chính Việt Nam Cộng Hòa 1963 và có liên quan đến cái chết của Ngô Đình Diệm. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, anh em ông bị giết bởi vì quá tin tưởng vào Tôn Thất Đính. Năm 1957, ông ta nhận Ngô Đình Cẩn là bố nuôi. Vì thế ông ta được ông Diệm coi như người nhà khi mới hơn 30 tuổi đã được Ngô Đình Diệm phong cấp tướng. 36 tuổi là tư lệnh quân đoàn 3 kiêm tổng trấn Sài Gòn. Ngô Đình Nhu tin tưởng tuyệt đối, đã bàn bạc kỹ kế hoạch phản đảo chính cho ông ta và giao cho ông ta thực hiện kế hoạch phản đảo chính. Mỹ đã nắm được vai trò vị trí quan trọng của tướng Đính vì ông ấy có trong tay hàng nghìn quân và chỉ huy trực tiếp sư đoàn 5 của Nguyễn Văn Thiệu, tướng Trần Văn Đồn, thành phần cốt cán trong phe đảo chính, biết rõ nỗi ấm ức của Tôn Thất Đính trong chuyện không được Ngô Đình Diệm cho lên sao, đã khéo léo dùng những lời xúc xiềm để Tôn Thất Đính đi theo nhóm đảo chính. Họ tìm mọi cách mua chuộc tướng Đính. Sau cuộc đảo chính, ông ta nhận tiền thưởng cao ngang với Trần Thiện Khiêm.